Cái này hồi xưa nhớ cái cảnh mà hồi đó xịt lúa, trời đất ơi, sáng ngày mà chưa có ăn gì hết mà bắt ngồi mà thục cái bình 18 lít mà xịt xong công lúa thôi xỉu luôn. Em xin chào mọi người nha. Thì hôm nay sẵn đây có một cây nó bị gọi là riệp vẫy, gọi là vẫy nến á. Thì cái thằng này là gọi là nó chuyên gọi là hút nhựa cây nào mà mềm yếu nhất là nó bám dữ lắm. Thì ở đây là một cái cây, cây này cái địa lan nè, địa lan mà lá phát tài mà nó nằm ở đây mà hôm nay không có để ý đó. Mà đây cái kiếm nè, mà kiếm là không ăn được, mà cái cây này thì nó ăn ghê thiệt chứ. Thằng này nhất là hồng á, nó hút riết cái nhựa nữa, nó vàng luôn. Thì đây nó hút nè, nó hút riết vàng lá luôn. Chung mà chỉ có mấy ngày mình không lên thôi, cái này nói chung là nó phát hiện mới đây là chừng tuần lễ mà nó ăn ghê lắm. Không để ý quá trời luôn. Này nó đặc biệt á, là cái khó trị nhất á là gì biết không? Nó ăn, nó núp ở trong mấy kẻ lát á nè, tuốt với mấy bẹ luôn á. Ví dụ như nhà mình ít á, mình có thể mình lấy cái bàn chải đánh răng á, hoặc là cái nồi dao lửa chén á, mình lau miếng xà bông mình lau lên sạch là nó từ từ nó sẽ ra. Còn nếu mà mình nhiều quá với lại nó nằm mấy cái bẹ lá này nè thì không thể nào mà mình chà được hết á, cho nên mình phải phun. Thì trên thị trường để mình vinh ra đây ha. Đó. Ra đây đi, cho nó trống trải. Mà trên thị trường á thì mình hiện tại mình xài cái thằng Movento á là hiệu quả nhất. Mà nhiều anh chị mà xài hồng á thì thường xài có một loại nào nữa mà mình đã tình cờ mình đọc mình không nhớ cái tên. Xịt cũng tốt lắm. Nhưng mà mình xài lan thì mình xài thằng này. Tại Movento á là nó là cái dạng như nó thẩm thấu với hai nữa là nó áo vào một cái lớp á thì con diệp vảy này nó chết liền. Mình cũng đã từng xịt xịt hồng rồi, không? Cái lá phát tài đã vậy mà. Lá biên này nè. Mà nó hút riết không còn gì hết. Nó chỉ với lại con rầy riệp sáp á. Rồi bắt đầu mình pha ha. Cái Movento này á thì nói chung là khi mà mình xài á thì mình phải lắc trước. Tại vì nó đóng nó sẽ lắng lại. Trên đây lớp nước trong, dưới đây là nước đục. Đó. Thì thường thường á người ta pha mấy cái này á người ta có bao tay, bao đồ kỹ á, còn mình thì mình chơi luôn. Cái này là ống chích nè. Cái này là một lít. Thì 1cc trên 1 lít nước, đúng không? Mình bây giờ mình chơi đại nó là 1,5 cc luôn. Rồi. Nói chung là mình xịt một cử đầu tiên nhất á là nó đã đứng rồi, nhưng mà thường thường á mình phải xịt được cử thứ hai nó mới là gọi là tác dụng nó nhiều ha. Thì cách 2-3 ngày. Tính như khoảng 3 ngày, 3 ngày 4 ngày mình xịt lại một lần. Em quay cái bình này cái thấy lạ, cái hỏi em mua cái bình này đâu nữa. Này của bà xã nè, cái này nó có nút được cái nút xả hơi luôn. Khi mình bơm hơi á, bơm nó nhiều cái bắt đầu nó có nút xả luôn, tiện lắm. Xả lên nè. Thấy không? Nhiều khi mình dư hơi cái bắt đầu nhiều người dặn không nổi.
Cái này hồi xưa nhớ cái cảnh mà hồi đó xịt lúa, tàu đó cơi sáng ngày mà chưa có ăn gì hết mà bắt ngồi mà thục cái bình 18 lít mà xịt xong công lúa thôi xỉu luôn. Nhớ cái này á, mình xài cái bình nào mà nó gọi là nó cứng và nó chất lượng chút xíu. Đừng có mua ham cái mua mình gọi là rẻ tiền á, mà bình cầm tay á, không mình xịt cũng được. Còn nếu mà bình nén hơi này á thì phải có tuổi thọ nha. Nhớ cái điều một điều thứ hai nữa là đừng để ngoài nắng, tránh tình trạng mà khi nó giòn, khi mà bơm hơi á bắt đầu nó nổ. Mình đã bị nổ một lần đang khi phun thuốc rầy vậy nè. Ở đó cơ, hôm bữa đó là không phải thuốc rầy mà là phân. Mới vừa bơm xong vậy nè, để vô vậy nó nổ cái bình. Trời ơi, nó văng há một cái, muốn té ngửa nó luôn. Đó, bây giờ mình phun ha. Nói chung cái này á, là mình phải tưới ướt hết luôn, mặt trên, mặt dưới, chảy xuống gốc luôn. Thậm chí nó bò xuống cái rễ luôn á. Thằng này nó độc, nó hay lắm, nó bám tùm lum hết á. Thì đương nhiên mình xịt cái này thì cây lan nó phải nóng rồi, thuốc mà. Nhưng mà mình không xịt thì nó chết lẹ hơn nữa. Em né né lát nè. Nó sẽ bị chết từ từ. Nó coi như là nó rụng từ, nó nằm, nó chết, nó vẫn nằm đó. Nhưng mà thời gian mình tưới bắt đầu nó mới bông chốc ra. Chứ không phải là mình xịt cái nhà máy rớt ráo, không phải. Nhưng mà nó sẽ không sống nữa. Mình muốn nhắc lại thêm một lần nữa thì mình phải xịt lần nữa ha. Nhưng mà mình xịt một lần nó cũng chết, cũng không hết mà gọi là 100% đâu. Nó vẫn còn nè, còn đây thêm nữa nè. Đây là hôm nay không xịt thuốc gì luôn, không thuốc rầy á. Nay nó có hiện tượng mà gọi là bị con phấn trắng nè, rệp phấn trắng nè. Vậy mà đặc biệt là cái mấy cái con kiến này nè là nó tha tới, đúng rồi, nó sẽ tha cái con rầy đi ra. Đúng rồi, con kiến đen này nè là nó chuyên đi tha, con kiến lửa cũng vậy, nó tha những cái con rầy này đi tới. Chứ thật ra con rầy này nó không thể nào mà nó bò xa được, con kiến nó tha tới. Nhưng mà cái thằng này, có mấy con này nó là con kiến vàng nè, nó diệt. Đúng rồi, nó nằm ở mấy cái nách lá nè. Bữa giờ anh không có lên đây xịt phân, không có xịt thuốc rầy. Nó vẫn thẩm thấu. Nói chung á, là khi mà một vườn lan á, thường thường mình xịt thuốc gọi là thuốc rầy thì nhiều, nhưng mà khi mà đặc trị Movento này á, thì nó sẽ nóng cây hơn, nó sẽ gọi là sốc cây hơn. Thì đương nhiên là cái cây nào mình bị thì mình xịt cái bình nhỏ nhỏ vậy thôi đó. Còn ngoài ra thí dụ như mình muốn ngừa hay gì á, một cái vườn lan thì tuần lễ 10 bữa thì mình phải xịt thuốc sâu lần, để tránh những cái con phấn bớm phấn trắng rồi nó vô nó đẻ như thằng này nè. Thường thường á là tối mình có mấy con bớm nhỏ mà nó bay á, là nó vào nó đẻ nè, nó hay lắm. Nó vô nó đậu chừng một đêm hai đêm là coi như là 4-5 bữa sau là thấy đã có xuất hiện những con trứng nó nở rồi. Mấy con này nó chịu bò dữ lắm. Ít ít thí dụ như không có thì mình lấy cái giò nước
gọi là vô nước tưới cây á, mình bắn mình rửa nó là cũng được, nó mình khỏi xịt. Còn này tại vì lỡ pha rồi dư nè, xịt luôn. Em có chỗ nào dày bám không? Rồi. Cái video clip gọi là chị nó hôm nay em cũng xin tạm dừng đây. Thì anh chị nào có những cái thuốc nào mà hay hơn mà không độc hại hơn, có thể comment cho cô bác anh chị đặng mình nhiều khi ở nhà ở chung cư á, hoặc là nhà mà có trẻ em nhiều á thì người ta ngại xài thuốc sâu, thì có thể nào những thuốc sinh học nào đó thì cũng có nhiều lắm, nhưng mà vườn lan thì ít xài thuốc sinh học lắm, tại vì vườn thường là nó trống hết rồi. Mình xài thuốc sinh học thì nó cái hiệu quả nó cũng không có bằng những thằng này, tại vì nó độc quá, nó độc thì nó sẽ diệt lẹ hơn và nó nhanh hơn. Rồi, xin chào mọi người nha.